nước nhớ làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng, công đức sinh tài. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ người. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Gia đình tôi có con trai Nguyễn Đăng Phố là con rể của cụ Vong. Hôm nay với tình cảm hai nhà như một, chung con chung cháu, chúng tôi rất tiếc thương và đồng thời rất lưu luyến với cụ Vong. Trong quá trình sinh thời, anh em chúng tôi coi nhau như ruột thịt, cũng mong và tưởng mãi rằng còn chung sống lâu dài để trông cái con cháu trưởng thành và vun vén tình thông gia vĩnh cửu. Nhưng thiên định cụ đã phải về chín suối vĩnh biệt gia đình thông gia chúng tôi. Hôm nay với tình cảm chân thành thiêng liêng, anh em chúng tôi, chị em chúng tôi, vợ chồng chúng tôi cùng tất cả các con các cháu nội ngoại thân quyến của dòng tộc chúng tôi hôm nay có nén nhang thơm lên để dâng lên tiễn biệt vong linh cụ Vong. Chúng tôi chia sẻ nỗi tiếc thương vô hạn cùng với gia đình, với cụ bà quả phụ và tất cả anh em con cháu nội ngoại. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi xin vái tạ để vĩnh biệt vong linh cụ. Bắt đầu làm lễ. Thank you.
truyền hơi phường Tiền Châu vào làm lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Kính thưa Vương Hồn, Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa gia đình giáo chủ, hôm nay câu lạc bộ bóng truyền hơi phường Tiền Châu chúng tôi hết sức xúc động và thương tiếc được tin ông Nguyễn Văn Thịnh đã qua đời. Mặc dù trong thời gian lâm bệnh, ông đã được gia đình, anh em, con cháu, nội ngoại hết lòng chăm sóc, các bác sĩ ở các bệnh viện tận tình cứu chữa, được bà con lối xóm rồi các hội đoàn thể đến động viên. Xong do anh căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã không qua khỏi và đã từ biệt. Hôm nay toàn thể câu lạc bộ đội bóng truyền hơi là nơi vợ chồng ông là những thành viên tích cực đóng góp với phong trào của câu lạc bộ. Chúng tôi đến đây trước hết có vòng hoa nén hương thơm kính viếng Hương Hồn ông, sau là tỏ lời chia sẻ cùng toàn thể gia đình để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt ông. Toàn thể câu lạc bộ chúng ta xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình xin được trân trọng cảm ơn công các bạn và công các bạn sang bản bên của vùng nước và chia buồn. Chuyện lời ban tăng lễ, có lời cảm ơn mời đón đến bàn trà xin nước chỉ buồn cùng tăng quyến. Gia đình chân thành cảm ơn và kính mời đoàn viên luôn chân sang bàn xơi chầu uống nước. Gia đình chân thành cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang xin kính mời các đồng chí trong ban lễ tang vào vị trí. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, đảng viên 33 năm tuổi đảng. Kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể quan khách. Thực hiện quy chế của ban chấp hành đảng ủy phường Tiền Châu nhiệm kỳ 2020-2025 về việc tổ chức lễ tang cho các đồng chí đảng viên được trao hiệu đảng 30 năm tuổi đảng trở lên khi từ trần. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đăng Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lên thắp hương kính viếng đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Xin kính mời đồng chí. Tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường lên công bố quyết định thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Xin kính mời đồng chí. Tiền Châu ngày 26 tháng 12 năm 2020 số 25/QĐ-DU quyết định về việc thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, đảng viên 33 năm tuổi đảng. Căn cứ nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2015-12 của Chính phủ về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức, căn cứ quyết định của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, căn cứ quy chế của Ban chấp hành Đảng bộ phường Tiền Châu nhiệm kỳ 2020-2025 về chế độ thăm hỏi, phúng viếng đối với đảng viên khi từ trần. Xét đề nghị của Thường trực Đảng ủy về việc tổ chức tang lễ đối với đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Ban chấp hành Đảng bộ quyết định điều 1 thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, đảng viên 33 năm tuổi đảng, gồm các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Hà Thị Ánh Nguyệt, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường, trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Văn Long, phó bí thư thường trực đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng phường, phó ban. 3. Đồng chí Nguyễn Đăng Hồng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban phường, phó ban. 4. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, trưởng công an phường, thành viên. 5. Đồng chí Nguyễn Đăng Tiếp, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban phường, thành viên. 6. Đồng chí Cao Xuân Trình, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, thành viên. 7. Đồng chí Trương Minh Quang, đảng ủy viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường, làm thành viên.
8. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, đảng ủy viên công chức tư pháp Bộ Tỉnh làm thành viên. 9. Đồng chí Nguyễn Thái Học, đảng ủy viên chủ tịch Hội Nông dân phường là thành viên. 10. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhung, đảng ủy viên chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là thành viên. Đúng quy định và thực hiện đầy đủ nếp sống văn hóa theo phong tục tập quán của địa phương. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ban lễ tang do trưởng ban phân công, ban lễ tang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, văn phòng đảng ủy và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt ban chấp hành, bí thư đã ký Hà Thị Ánh Nguyệt. Chương trình là lễ viếng đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Ban tổ chức lễ tang xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Long, phó bí thư thường trực đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường lên đọc lời viếng. Xin kính mời đồng chí. Hồn đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa gia đình tang chủ, ban chấp hành đảng bộ phường Tiền Châu vô cùng xúc động nhận tin đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, đảng viên 33 năm tuổi đảng của đảng bộ phường Tiền Châu, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã tạ thế về với tổ tiên. Ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân mặt trận tổ quốc phường Tiền Châu có vòng hoa tang, có nén nhang thơm đến để kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn với gia đình, để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt đồng chí. Chúng ta để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình xin được trân trọng cảm ơn công các bà. Mời công các bà sang bàn bên uống nước. Gia đình chân thành cảm ơn và kính mời đoàn viếng lui chân sang bàn sơ chầu uống nước. Gia đình chân thành cảm ơn. Gia đình chân thành cảm ơn và kính mời đoàn viếng sang bàn sơ chầu uống nước. Gia đình chân thành cảm ơn. Kính thưa gương hồn cụ Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa gia đình hiếu chủ cùng toàn thể thân bằng cố hữu của gia đình, kính thưa hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân, hôm nay được tin cụ Nguyễn Văn Thịnh 250 đã thế về giới tổ đường. Chúng tôi là những người đồng đội, là những cầu thủ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi nhà thi đấu Tiền Châu, hôm nay đến Vĩnh Long có nén tâm nhang chút đến ngọn tấm lòng vô cùng tiếc thương ông, và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và cùng có thể đáp quyến. Ông Thịnh ơi, 67 tuổi, ông đã sống tròn trách nhiệm của người chồng, của người bố, người ông. Nay ông ra đi là một tổn thất lớn lao của đại gia đình, của gia đình. Chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả nội tập đại gia đình nói chung và riêng bà oanh và các cháu nói riêng, cố gắng sống làm tròn trách nhiệm của người đã mất để lại. Mong rằng ông mất đi không bao giờ gia đình nguôi ngoai được nỗi buồn thương tiếc. Chúng tôi là những người đồng đội, là những người bạn, cũng trước cảnh người mất kẻ còn cũng vô cùng xúc động, không biết nói gì hơn. Cuối cùng chỉ được xin phép ông, chúng tôi kính cẩn chiếc linh cứu đại một phút mặc niệm để vinh tuyệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Các bạn gia đình xin được trân trọng cảm ơn công các bạn. Mời công các bạn sang bàn bên uống nước khi buồn của gia đình.
Xin đây Tam Quyến lời cảm ơn. Với đoàn viên các bạn trà xin nước xin buồn của Tam Quyến. Xin đây bạn ta nghe những lời cảm ơn. Với ông các bạn trà xin nước xin buồn của Tam Quyến. Đời tăng lễ với lời cảm ơn và đoàn viếng các bà trà xin ước. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời lễ viếng của các bà trong xóm soi, trong xóm khu 4 xóm soi vào làm. Xin đời ban tang lễ với lời cảm ơn, mời đoàn viếng các bà trà xin ước chi buồn cùng tăng quyến. Lời tạ quyến, lời cảm ơn, mời các bạn trà xin nước. Kính thưa ban tổ chức tang lễ cụ vong Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân, thưa cụ bà Vũ Thị Oanh cùng nội ngoại tang quyến, hôm nay hội thái lão ba thôn của làng Đàm Nổi nhận được tin của ông Nguyễn Văn Thịnh, hội viên của hội thái lão làng, đã vĩnh biệt hội để về với tổ đường, về với tổ tiên và nơi đất thánh. Với tấm lòng tiếc thương, quý mến, tôn trọng hội viên, một cụ khi sinh thời luôn luôn tận tâm và có tâm, có đức với việc tâm linh thờ cúng thánh của làng. Chúng tôi cũng mong muốn được cùng cụ để trong những ngày tuần tiết, trong những ngày lễ hội của làng, để cùng nhau góp phần vào lòng cho lễ hội làng với tinh thần văn hóa của làng ngày càng thêm phong phú. Xong, do cụ mắc phải bệnh hiểm nghèo đã từ giã chúng tôi, hôm nay với tấm lòng thành kính và tiếc thương của hội viên, chúng tôi có vòng hoa tang, có nén nhang để sang đây thắp hương để tiễn biệt vong linh cụ, cầu chúc cho cụ ngàn thu yên giấc, nhàn du nơi đất thánh vĩnh hằng. Trong giờ phút đau thương, trong giờ phút chia ly cùng với gia đình, đây là một niềm tổn thất vô cùng lớn lao. Chúng tôi cũng có những tổn thất không gì có thể lấy lại được, vì mất đi một cụ hội viên. Phút mặc niệm cụ vong bắt đầu. Thay mặt gia đình xin được trân trọng cảm ơn các cụ. Mời các cụ sang phần bên uống nước chia buồn cùng gia đình. Từ đây phái đoàn dành phút được tưởng nhớ tới phong linh của ông, phước bằng niềm trân trọng được bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng được cảm ơn. Từ mời phái đoàn xa bà uống nước để chia buồn cùng gia đình gia tăng. Tiếng của em My, em Vận, em Điền vào làm lễ tiễn viếng xin trân trọng kính mời. Gia đình chân thành cảm ơn và kính mời đoàn viếng sang bàn xơi chầu uống nước. Gia đình chân thành cảm ơn.
gia đình chân thành cảm ơn. Và kính mời ông bà sang bàn xây chầu uống nước, gia đình chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa hai giới các cụ, thưa toàn thể tăng trưởng, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 4 Đàm Nội vô cùng xúc động và buồn đau khi nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 33 năm tuổi đảng, sau một thời gian dài lâm bệnh. Mặc dù các tập thể y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc thuốc thang, song do lâm bệnh trọng và tuổi cao nên đồng chí đã tạ thế để về với tổ đường. Trong giờ phút buồn đau và thương xót này, thay mặt cho chi bộ đảng, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các chi bộ đoàn thể cùng toàn thể nhân dân tổ dân phố 4 Đàm Nội, chúng tôi có nén nhang thơm và vòng hoa tươi trước là để kính viếng hương hồn đồng chí, sau là để gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến để tưởng nhớ tới đồng chí. Cho phép đoàn chúng tôi xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình xin được trân trọng cảm ơn các ông các bà, mời các ông các bà và bạn bên uống nước chia buồn cùng gia đình. Khu 4 Tiền Châu vào làm lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Đang đứng trước linh sàng, gia đình thông gia ở Bảo Tháp Kim Hoa về làm lễ kính viếng, nhang thơm đã thắp, lễ bạc làm thành, đoàn tỏ lòng thương tiếc cụ, xin dành một phút mặc niệm bài trần chào xin được bắt đầu. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa gia đình đặc biệt, kính thưa ai dân cụ và toàn thể nhân dân thôn 4. Hôm nay nghe tin đồng chí Nguyễn Văn Thịnh là cô cũng như là chúng tôi tổ hưu cùng Nguyễn Văn Thịnh hai chúng tôi về với tổ đường. Hôm nay thay mặt cho ban chủ nhà văn hóa tổ quốc đảo, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí của tỉnh Phú Yên, chúng tôi rất vô cùng xúc động khi tin đồng chí cô đã qua đời. Thì trước hết thay mặt cho ban chủ nhiệm, có đôi lời về cái này. Kính thưa hương hồn đồng chí, trong những năm qua đồng chí đã về cùng chung vui với hội hưu trí của thành phố Yên. Những năm nay do bệnh tật đồng chí không theo được, và những gần đây
từ nay mà đi đồng chí đã bị kiện chúng tôi, thì trước hết là thay mặt ban chủ nhiệm là khi đồng chí hoạt động tham gia với tổ hội hữu chí, đồng chí đã đóng góp nhiều cho cái thế chủ để xây dựng một những cái bộ xây dựng hoàn thành, đồng chí đã cùng tham gia bắt đầu. Của gia đình Bắc Dung, gia đình hàng xóm cùng với gia đình ông Chính ở khu 4 Tạm Đồi vào là để đến nhà làm đại viện. Xin chào các bạn, các bà và các bạn, xin chào xin chúc gia đình xin được cảm ơn. Vâng, đến nhà làm đại viện xong rồi mời bác đại bà để xin chào xin nước gia đình xin được cảm ơn. Ngàn năm nước chảy tan mòn, Minh Thuê cùng với cháu Quyền Hằng vào để lên nhang làm lễ viếng. Xin lời ban tăng đình những lời cảm ơn, mời đoàn viếng những bàn trà xin nước chư Phật cùng tăng quyến. Đang làm cái việc xong tính mời đoàn viên để bàn để xây chầu xây nước. Xin cảm ơn. Trường tiểu học Hùng Vương có ném hương thơm ở phòng hoa tươi để
xin chia buồn cùng với gia quyến. Sau đây xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã đến kính viếng và tiễn đưa ông vào chúng tôi. Vậy chúng tôi xin cảm ơn và mời các thầy cô ra lại chào trong nước để chia buồn với hôm nay anh em chúng tôi hội đồng hương Ninh Bình anh đang học tập công tác tại thành phố Phúc Yên được tin ông 250 về với tổ đường, anh em chúng tôi có vòng hoa tươi có nén hương thơm đến chia buồn cùng gia quyến và trước linh sản ông, xin một phút mặt niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn công các bà, tôi mời công các bà ra bàn trà uống nước để chia buồn với gia đình. Vâng, đây chuyện đời của gia đình nhân đang nằm lễ viếng xong rồi, mời các thầy các cô để bàn và xây chầu xây nước chia buồn cùng với gia đình. Để thăm viếng xong rồi ông và anh ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia tăng. Vâng, để đến nhà cả một viếng xong với hai bàn là bàn và xin chào xin nước. Vâng, để thăm viếng xong để mời toàn thể các bác ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình gia tăng. Xin mời lên viên của gia đình em Ngô Ngọc Đức, em Mấn Văn Năm. Vâng, để thăm viếng xong mời con về bàn uống nước đi chú. Vâng, để thăm viếng xong mời các anh em bàn uống nước để chú bớt cùng gia đình. Bên dịp kèn tiễn biệt, sau đây dịp kèn xin được bắt đầu. Vâng, để thăm viếng xong nhà mời thay đoàn các bạn uống nước. Nguyên Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể nhân dân dự tang lễ, cán bộ, công nhân viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc bàng hoàng thảm thốt nhận được tin buồn của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Thịnh đã từ trần. Với bề dày công tác 40 năm, có trên 30 năm công tác tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc, với trên 30 năm tuổi đảng,
nguyên là bí thư chi bộ, phó giám đốc bệnh viện, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh là một cán bộ đảng viên ưu tú, là một người lãnh đạo gương mẫu, tận tụy, tiên phong trong công tác và có nhiều công lao đóng góp vương cho đơn vị, đã cùng tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ đưa bệnh viện giao thông vận tải Vĩnh Phúc phát triển đến nay trở thành lá cờ đầu trong ngành y tế giao thông vận tải. Bệnh viện giao thông vận tải Vĩnh Phúc trong quá trình xây dựng và phát triển trên 50 năm đã được tặng huân chương lao động hạng 3 và rất nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương là có phần đóng góp không nhỏ của đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Thịnh cũng đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và rất nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Cục Đường sông Việt Nam, Cục Y tế Giao thông Vận tải và địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh mất đi, tổ chức đảng mất đi một đảng viên trung kiên tiêu biểu, quê hương tổ dân phố mất đi một công dân, một người hàng xóm tốt bụng, nhân nghĩa vẹn toàn. Gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông đáng kính, sinh hữu hạ, tử vô kỳ. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh của chúng ta không còn nữa, vĩnh viễn rời xa cõi đời để về cõi vô cùng của trời đất. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi xin hứa với vong linh đồng chí là sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, phấn đấu không ngừng để đưa bệnh viện giao thông vận tải Vĩnh Phúc phát triển lên tầm cao mới, như sinh thời đồng chí luôn phấn đấu và hằng mong muốn ủy ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn, cán bộ công nhân viên bệnh viện giao thông vận tải Vĩnh Phúc về đây có vòng hoa tươi, nén tâm nhang dâng lên linh cữu của người đã khuất, để trước là kính viếng hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, sau là chia buồn cùng gia quyến. Sau đây xin một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình xin được cảm ơn các ông, các bà, các anh, các chị. Mời các ông, các bà, các anh, các chị sang bàn bên cái nước thì hoàn cùng gia đình. Thì... Người đi trên đời của gia đình đến đang làm việc xong với ông ngày bà để xây chầu xây nước. Gia đình nhà xin được cảm ơn. Xin mời lên biến của gia đình cháu Tào, Thái, Trinh, bạn của Hùng, của tôi ra vào để lên nhà làm lễ viếng. Xin mời đến diễn thuyết của gia đình ông bà Tứ Huệ, ông Cao Văn Thọ, ông Chiến và đội bóng vào để lên nhà. Anh ơi về đền Ba Chúa Tho để hôm nay anh về xin đọc đền Ba Chúa Tho. Tôi để tạm biệt sang để mời ông về bàn uống nước. Chiếc quần cùng gia đình gia ca. Anh đi nào, anh xin cho em được đi ở trên đời. Có anh được quá tốt, này lúc anh về Yên Na, Yên Na cần lắm mà đôi à. Vâng, để thắp viếng xong thì mời công với bà cũng ước để chịu một cầu của gia đình cha ta. Anh ngồi tiền đường nên đang ra làm lấy viếng xong với các nhà bà để xây chầu xây nước. Gia đình nhà xin được cảm ơn. Công cơ
Kính thưa gia đình các chủ, kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Văn Thịnh, hưởng thọ 67 tuổi. Hôm nay được tin cụ 250 qua đời, chúng con là ban giám hiệu trường tiểu học Thanh Năng A, là những giáo viên trường tiểu học Thanh Năng A đến đây, chúng con tỏ lòng chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình và chúc cụ ngàn thu nơi chín suối. Sau đây chúng con xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Đang ngày nào được xong với các nhà bạn để xây cầu xây nước gia đình xin được cảm ơn. Vâng, để thắp viếng xong gia đình có lời cảm ơn, mời đoàn viếng để bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình gia tăng. Mời để thắp viếng xong để mời các bác các bạn uống nước để chia buồn cùng gia đình gia tăng. Để thắp viếng thắp bày công người bạn nước để chia buồn cùng gia đình gia tăng. Mình đang làm việc chính xong mời đoàn viếng nhà bạn. Tôi đưa ta vào làm viếng xin trân trọng kính mời. Văn Thịnh, kính thưa gia đình thân chủ, chúng cháu là ba hậu nước của phố con rể của cụ. Biết được tin cụ 250 về với tổ đường, chúng cháu có vòng hoa tươi, có cơ chầu đen trước đến là để tiễn đưa cụ, sau để chia buồn cùng tang quyến. Trong giờ phút chia ly từ biệt, chúng cháu không biết nói gì hơn, chúng cháu xin một phút mặc niệm để tiếp đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng cháu xin một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, và để thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Sau đây xin mời đoàn ra uống nước. Vâng, nghe lời chuyển lời của gia đình nên nhang là cuộc dưỡng xong với anh nhà bạn là xin chào xuôi nước. Của gia đình nhân nhang làm được diễn xong rồi mời các bạn đại bàng để xin chầu xin nước. Tôi để tập viên xong rồi chị sẽ bật lên nước để chị buồn cùng gia tăng.
Phật lễ tang và gia đình trân trọng cảm ơn để mời thái đoàn các bạn uống nước để chia buồn cùng gia đình gia tăng. Vậy thì thăm viếng xong mời các bác các bạn uống nước để chia buồn cùng gia đình gia tăng. Đứng trên đỉnh sàng, các cháu dành phút mặc niệm nhịp kèn chào gửi đến công linh hồn của bác xin được bắt đầu. Đời của gia đình của ba tổ chức chúng ta. Lòng thành nhà các con là bạn của con Nga con Phố. Lòng thành nhà sửa lễ nhà hoa đến trước linh sàng thắp nén nhang tưởng niệm công linh hồn của cha. Đứng trước linh sàng chúng con dành phút mặc niệm nhiều kèn chào gửi tới công linh hồn của cha xin được bắt đầu. Về chuyện đời của gia đình nên nhang làm lễ viếng xong kính mời đoàn viếng về bàn để xây chầu xây nước gia đình xin được cảm ơn. Ok về chuyện đời của gia đình nên nhang làm lễ viếng xong mời các bác về bàn để xây chầu xây nước. Thank you.
tôi dâng chén rượu quê đậm mà. Toàn thể tăng gia quyến ngày hôm nay đây cụ Nguyễn Văn Thịnh, sau một thời gian cụ lâm bệnh, cụ đã được các y bác sĩ hết lòng thầy chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi, cụ đã từ trần. Từ chiều đến giờ anh em đội nhạc yếu đón các phái đoàn về đây thăm viếng cho linh hồn của cô. Đêm hôm nay các con ra rước linh sàng mỗi người một nén tâm nhang, đi dèo đàn thăm linh cứu ba vòng của cô. Nhịp kèn chào xin trân trọng được bắt đầu. Đêm nay các con đứng trước linh sàng, các con nguyện suốt cuộc đời hát vang bàn tình cha ấm bác bần bần hải thương. Các con nguyện hát vang tình cha ấm bác đời hải thương. Ngọt ngào như dòng nước đi trôi đó.
cúi đầu con chấp tay.
tay gọi trời ngày hôm nay. Phật ta hỏi dấu phật đưa về đã đến kia. Phật ta lại
mắt thành thiếu lại quan ta lại hòa du quan anh quan là giàu quan đi du quan chạy có cả thằng ba quan ta lại hòa du quan thành con ta quan ta lại quan thành phương chỉ đường a di đà kính thưa tâm hồn đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa toàn thể quan khách, bà con thân bằng quyến thuộc, hàng xóm láng giềng, kính thưa toàn thể nhân dân. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu về dự lễ tang và lễ di quan đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, đảng viên 33 năm tuổi đảng. Hôm nay có đại biểu phường Tiền Châu xin trân trọng giới thiệu một đồng chí Nguyễn Văn Long, phó bí thư thường trực đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phụ trách hội đồng nhân dân phường. Hai, đồng chí Nguyễn Tăng Hồng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường và các đồng chí trong ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Về đại biểu tổ dân phố xin trân trọng giới thiệu có một đồng chí Nguyễn Hữu Đức, đảng ủy viên, bí thư chi bộ. Hai, đồng chí Nguyễn Thị Nga, phó bí thư chi bộ. Ba, đồng chí Nguyễn Viết Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố. 4. Đồng chí Nguyễn Trọng Lập, trưởng ban công tác mặt trận. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Long, phó bí thư thường trực đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường lên thắp hương kính viếng tư hồn đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Xin kính mời đồng chí. Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường nên đọc lời điếu kính biệt đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các quý vị đại biểu, quan khách và toàn thể nhân dân, hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, ban chấp hành đảng ủy, chi bộ đảng, tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể trong tổ dân phố 4 đàm nội, anh em họ hàng nội ngoại, bạn bè thân bằng hối hữu, làng xóm láng giềng thân bằng quyến tộc, long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh sinh ngày 16 tháng 4 năm 1954 tại Trung Châu, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội. Thường trú tại tổ dân phố 4 đạm nổi, phường Tiền Châu, thành phố Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Kế thừa và thấm nhuần truyền thống hiếu học của quê hương và gia đình, từ nhỏ đến lớn đồng chí luôn chăm chỉ học hành, học tập hết cấp phổ thông đến đại học. Đồng chí được cử đi học tại trường công nhân kỹ thuật Ba Khu thuộc Liên Xô cũ. Sau đó đồng chí về làm công nhân kỹ thuật kiêm phiên dịch cho đoàn chuyên gia Liên Xô tại nhà máy xi măng Bỉ Sơn, Thanh Hóa. Công tác tại bệnh viện điều dưỡng 8 Bộ Giao thông Vận tải, nay là bệnh viện Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau, từ công nhân kỹ thuật phòng nội chính, phó trưởng phòng nội chính, trưởng phòng tổ chức hành chính, phó giám đốc và chủ tịch công đoàn bệnh viện Giao thông Vận tải do Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 1 năm 1987. Thần trách nhiệm chịu đựng mọi gian khổ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi được nghỉ hưu về với đời thường, với tinh thần người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia các phong trào địa phương. Đồng chí có lối sống chan hòa, gương mẫu với bà con làng xóm, với bạn bè gia đình. Gia đình với bà Vũ Thị Oanh và sinh hạ được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Các con của đồng chí được nuôi dạy ăn học đến nơi đến chốn và đang làm tại công ty Toyota Việt Nam. Hiện đã yên bề gia thất. Với những công năng đóng góp thành tích của đồng chí Nguyễn Văn Thịnh đã được trao huy hiệu Maria, giấy khen của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Đường sông Việt Nam và một kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp giao thông vận tải Việt Nam. Gia đình tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng,
đồng chí đã từ trần vào hồi 16 giờ 38 phút ngày 25 tháng 12 năm 2020, tức ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý, hưởng thọ 67 tuổi. Đảng viên nay đồng chí đã vĩnh viễn ra đi, dù vẫn biết rằng sự ra đi là quy luật của tạo hóa, nhưng tình cảm, nhân cách, trí tuệ và tấm gương của đồng chí mãi mãi để lại niềm tiếc thương khôn nguôi với chúng ta. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh mất đi đảng bộ, mất đi một người đảng viên tốt, chi bộ đảng mất đi một đảng viên gương mẫu, đoàn thể mất đi một hội viên tích cực, tổ dân phố mất đi một công dân gương mẫu, gia đình mất đi một người chồng, người bố, người ông thân thương. Trong giờ phút thương đau thương này, chúng ta xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đến gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Thịnh. Tôi đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đại diện gia đình phát biểu đáp từ, xin kính mời ông. Chú tôi không may lâm trọng bệnh, đã về với tổ tiên. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn với gia đình chúng tôi. Chú tôi khi khỏe mạnh đã được gia đình, bà con, hàng xóm thương yêu, đùm bọc, cơ quan giúp đỡ, chia sẻ, động viên. Lúc ốm đau được vợ con, anh em, gia đình, nội ngoại chăm sóc tận tình, được tập thể các y bác sĩ hết mình cứu chữa, bà con hàng xóm, anh em bạn bè gần xa thăm hỏi, động viên giúp đỡ. Khi mất đi, được ban tang lễ, gia đình nội ngoại, bà con lối xóm, anh em bạn bè đến chia buồn, phúng viếng và tổ chức tang lễ chu đáo. Thay mặt cho gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của ban tang lễ, các cụ, các ông, các bà, anh em, con cháu nội ngoại. Cảm ơn hai giới các cụ, cảm ơn chính quyền và nhân dân địa phương, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, tập thể, viên chức bệnh viện giao thông vận tải, cảm ơn anh em bạn bè gần xa đã đến chia buồn, phúng viếng và tổ chức tang lễ cho chúng tôi hết sức chu đáo và long trọng. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu sót, gia đình mong được mọi người liệm tình lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thay mặt gia đình xin trân trọng kính nhờ ban tổ chức lễ tang điều hành lễ di quan, lễ đưa tang và lễ an táng chú tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính nhờ. Xin phép ban tổ chức lễ tang, tôi xin phép thay mặt cho con, cho cháu có đôi lời tiễn biệt chú. Kính thưa chú, thay mặt cho các con, các cháu, con xin kính chúc chú yên giấc ngàn thu. Chú về bên các cụ, bên cha, bên mẹ, bên các anh trai của chú, vĩnh biệt chú Nguyễn Văn Thịnh của chúng con. Xin trân trọng cảm ơn. Ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, đảng viên 33 năm tuổi đảng, thông báo lễ di quan để đi hỏa táng đồng chí Nguyễn Văn Thịnh xin được bắt đầu. Yeah.
cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầm. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm những cánh dài nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cánh hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già thank you.
đêm qua, lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sau nghĩa tình trường sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối đèo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để viết thành lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sau nghĩa tình trường sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối đèo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để viết thành lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối đèo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để viết thành lời. Hỡi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối đèo đời. Mất cha rồi cha lặng thầm, ánh mắt sáng những niềm vui khi con thành công, cho con thêm vững vàng. Xin kính mời toàn thể tàng quỳ vào phòng hành lễ số 3 để tổ chức lễ tiễn biệt. Xin phép gia đình và tổ chức xin được bắt đầu làm lễ.
kính thưa vương hồn ông Nguyễn Văn Thịnh, kính thưa gia đình tam chủ cùng các vị quý khách, ông Nguyễn Văn Thịnh sinh ngày 6 tháng 4 năm 1954. Ông đã từ trần vào hồi 7:00 ngày 26 tháng 12 năm 2020, thay mặt cho ban giám đốc, cán bộ, nhân viên đài Hóa Thân Hoàn Vũ Thiên Đức, tôi xin gửi tới toàn thể làng quê lời chia buồn sâu sắc nhất, và cùng được sẻ chia nói đến nỗi niềm tiếc thương vô hạn trước linh cứu ông. Kính thưa toàn thể tàng quý có mặt tại tàng trường này hôm nay, cho dù chúng ta vẫn biết sinh tử là quy luật ở đời không ai tránh khỏi, nhưng trước giờ phút chia ly vĩnh biệt này, tất cả chúng ta đều ngậm ngùi thương tiếc, và từ tận đáy lòng mình chúng ta cầu chúc ông an giấc lạc thù, linh hồn ông nơi cửu tuyền được viễn du tiên cảnh, để tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước linh cứu ông. Tôi xin đề nghị tất cả chúng ta kính cẩn nghiêng mình dành một phút cúi đầu tiễn biệt. Phút mặc niệm bắt đầu. Đi một vòng quanh linh nghĩa đường tiễn biệt Âu Lạc. Con thơ dài thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày, đợi hàng đêm sân khấu lên đèn
là bao giòn mồ hôi của cha, con vẫn đứng khen né bên cha và lắng nghe những tiếng thở dài đằng sau những vinh quang. Nào ai biết đến cha nhọc nhằn, rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con nhiều thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn. Hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Ngày xưa khi con thơ dại, thường quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng. Thưa quý gia đình, đây là phần xương cốt của ông Nguyễn Văn Thịnh. Gia đình đến lúc 9:05 làm lễ phòng hành lễ số 3, được Hỏa Táng ở lò Hỏa Táng số 5 lúc 9:20. Và kết thúc trong lò là 10:50. Anh con trai cầm cái áo để tay trái cầm phần của tay phải vỗ nhẹ đây mà vỗ đây đây. Đứng nguyên anh đọc to theo. Ba hồn bảy vía, bảy vía ba hồn. Ba hồn bảy vía, bảy vía ba hồn. Cha, cha Nguyễn Văn Thịnh. Hồn cha ở đông ở tây, ở nam ở bắc. Hồn cha ở đông ở tây, ở nam ở bắc. Hồn về nhập cốt, hồn về nhập cốt. Tam hồn thất phách, thất phách tam hồn. Tam hồn thất phách, thất phách tam hồn. Cha, cha Nguyễn Văn Thịnh. Hồn cha ở đông ở tây, ở nam ở bắc. Hồn cha ở đông ở tây, ở nam ở bắc. Hồn về nhập cốt, hồn về nhập cốt. Ba hồn bảy vía, bảy vía ba hồn. Ba hồn bảy vía, bảy vía ba hồn. Cha, cha Nguyễn Văn Thịnh. Hồn cha ở đông ở tây, ở nam ở bắc. Hồn cha ở đông ở tây, ở nam ở bắc. Hồn về. Hằng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Cha ơi, con nghe tiếng nói của con. Hôm nay đứa con xưa đã nên người. Xin dâng ngàn câu hát ta ơi. Mãi mãi sống trong con bóng hình cha. Bóng hình cha. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo.
ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già cho con phơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để viết thành lại một đêm trôi qua lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan hy sinh suốt đời cho đàn con, cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau người đêm trắng đêm mắt sâu thâm cuồng chăm lo. Ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa. Cha yêu ơi mình còn trong mưa, giờ mày ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đêm phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Trước
cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày, giờ còn đâu nữa ngọn ngào thơ ấu. Dọn đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Vâng.